Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 11. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong em ở cái bài số 5 rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn em ở bài số 6. Được chưa nào? Trong quá trình học thì em nhớ đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông, like, comment tích cực để ủng hộ thầy em nhé. Cảm ơn em. Ta có bài số 6 em. Người ta yêu cầu em tính cái giới hạn lim. Đây. Thì để trước khi mà đi cái giới hạn này thì các em cần phải học thuộc giùm thầy cái giới hạn của tích fx nhân với gx. Thầy sẽ quay lại cái bảng này để em xem một lần nha. Đây nghe. Để mà làm được cái bài số 6 thì chúng ta cần phải nắm giùm thầy lại cái quy tắc tìm giới hạn của tích fx nhân gx. Được chưa nào? Nếu lim của fx mà bằng L khi đó x tiến tới x0 và L này là một cái số nào đó khác không? Được chưa nào? Lim của gx mà x tiến tới x0 mà nó bằng dương vô cực hoặc là bằng âm vô cực thì khi đó cái tích của lim của fx nhân gx mà x tiến tới x0 thì chúng ta sẽ sử dụng quy tắc ở cái bảng này. Nó rơi vào những cái trường hợp này. Các em hiểu không? Đó. Nên tí nữa đã có cái bảng này rồi nên thầy sẽ không có quay lại cái bảng này nữa, mà các em sẽ để sẵn giùm thầy cái bảng này, và đặc biệt chúng ta cần phải học thuộc lòng giùm thầy cái bảng này. Để khi đó nó rơi vào trường hợp nào thì chúng ta mới ra được cái giới hạn mà chúng ta cần tìm là gì. Có được không? Ok. Ta có bài số 6. À, lim của x tiến tới ở đây là dương vô cực ha. X mũ 4 trừ x mũ 2 cộng x trừ 1. Được chưa nào? Thì ở đây á, chúng ta thấy này, cái bậc ở đây là 4 này, 2, 1. Ok. Như vậy thì chúng ta phải dựa vào cái bậc cao nhất. Hay nói cách khác là chúng ta sẽ rút x mũ 4 ra bên ngoài. Được chưa? Như vậy ở đây nó sẽ bằng này. Lim x tiến tới là dương vô cực. Ở đây, hay nói cách khác á, ở trong, thầy làm như này cho nó dễ hiểu nhất nha. Ở bên ngoài thầy sẽ nhân x mũ 4 thì ở bên trong thầy sẽ chia thì x mũ 4. Thầy làm như này là dễ hiểu nhất này. Cho nhiều lúc á, nếu mà thầy làm nhanh giống như một số giáo viên khác, thầy rút x mũ 4 ra bên ngoài, sau đó thầy ở trong đây làm một cái tích thời hiện trong ngoặc này, thì khi đó các em đặt dấu hỏi tại sao nó ra được như vậy, đúng không? Thì bây giờ ở đây nghĩa là thầy sẽ nhân và chia. Thầy nhân với x mũ 4 thì ở đây thầy chia với x mũ 4, tại vì hai này chia với nhau thì bằng 1, thì nó cái giá trị nó không thay đổi gì ở đây. Các em hiểu chưa? Rồi tới đây thì làm sao nữa nè? Thấy vậy chứ, để mà học giỏi môn toán thì chúng ta phải có kiến thức cơ bản tốt. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì cái x mũ 4 này cứ để nó đi. Bây giờ này, chúng ta sẽ chia, lấy lần lượt cứ chia thôi. Lấy chia tất cả x mũ 4 này. Như vậy x mũ 4 chia x mũ 4 thì ở đây ra là số 1. Trừ x mũ 2 chia x mũ 4 thì ra được là ở đây là 1 trên x mũ 2. Cộng x chia x mũ 4 thì ra được là 1 trên x mũ 3. Trừ 1 trên x mũ 4. Tới đây là bây giờ mới hiểu đúng không? Ok. Bây giờ chúng ta có này. Vì này, chúng ta xét ở đây là tích, ở đây là fx này, đây là gx này. Thầy nói lại, x mũ 4 đây là fx mà đây là gx. Như vậy thì lim của x tiến tới dương vô cực x mũ 4, mà em thấy x mũ 4 này là mũ chẵn hay mũ lẻ? Mũ chẵn, thì kết quả ở đây nó sẽ ra được là dương vô cực. Chúng ta đã biết rồi, cái này dễ ha. Rồi tiếp, lim của x tiến tới dương vô cực, bây giờ chúng ta sẽ, đây là fx, đây là gx này, ha nè. 1 trừ 1 phần x mũ 2. Mà cái một phần này thì nó rơi vào giới hạn đặc biệt rồi, nhưng mà cái kết quả ở đây nó sẽ bằng lại số 1. Mà số 1 này thì nó rơi vào L. L thì cái này là lớn hơn không? Thì các em dựa vào trong cái bảng. Các em dựa vào trong cái bảng em. Cái bảng tích hồi nãy mà thầy đã nói đấy. Ha, người ta suy ra đây lim của x tính tới dương vô cực ha, của x 4 trừ x mũ 2. Các em nên ghi lại em nhé. Thì kết quả ở đây, các em thấy ở đây là dương vô cực mà ở đây là L mà lớn hơn 0, thì chắc chắn ở đây nó sẽ ra là
dương vô cực được chưa nào? Câu A thì làm như vậy có dễ hiểu không? Cũng chẳng có gì phức tạp nếu chúng ta là nắm được các quy tắc, hiểu không nào? Nhưng mà chúng ta phải thông minh một chút ở cái sự biến đổi trong cái biểu thức, được chưa? Ta đi sang câu B em nhé. Đối với câu B các em tự làm được không nào? Câu B thì các em làm tương tự giống như ở câu A, không khác một chút nào hết. Nhưng ở đây là x tiến tới là âm vô cực này. Câu B lim âm vô cực, ở đây là âm 2 x mũ 3 cộng 3 x mũ 2 trừ 5. Ta làm y. Ở đây các em thấy xét cái bậc của nó đây là bậc 3, chứng tỏ chúng ta sẽ nhân và chia với x mũ 3. Các em hiểu chưa nào? Lên im. Rồi. Thầy làm rất chậm để chúng ta có thể dễ hiểu nhất. Nên là khi mà các em gặp những cái bài này á thì các em sẽ làm rất là dễ dàng. Gọi là cực kỳ dễ hiểu luôn á, đúng không? Rồi. Rồi bây giờ ở đây chia thôi. Như vậy kết quả đây là trừ 2 3x. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta vi thôi. À, vì lim của x mũ 3 và x tiến tới ở đây là âm vô cực, không? Thì kết quả ở đây nó cũng sẽ bằng là âm vô cực. Cái này thì ai cũng biết rồi. Tiếp, lim x tiến tới âm vô cực ở đây là âm 2 cộng 3 phần x 5 phần x mũ 3. Kết quả ở đây chắc chắn sẽ bằng âm 2. Mà âm 2L này là nhỏ hơn không? Đấy. Nên kết quả ở đây chúng ta dựa vào cái bảng. Như vậy L này nó rơi vào trường hợp là nhỏ hơn không? Mà anh đây là âm vô cực thì chứng tỏ kết quả cái tích Fx nhân Gx nó sẽ ra là dương vô cực. Được chưa? Dựa vào cái bảng em nha. Ở đây là L này nhỏ hơn không này. Như vậy lim của x tiến tới âm vô cực ở đây x trừ 3 trừ 2, được không? Như vậy ở đây nó sẽ ra là dương vô cực, được chưa? Được không? Hiểu không? Ta đi sang câu C nhé. Rồi, câu C, sau C. Như vậy ở đây là lim của x tiến tới âm vô cực căn bậc 2 của x mũ 2 trừ 2x cộng 5. Được không? Như vậy thì bây giờ chúng ta ở đây có căn thì chúng ta phải xử lý một xíu. Cũng vậy thôi, thầy sẽ rút x mũ 2 ra, đây là bậc 2 này không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta bằng này. Chưa đưa ra bên ngoài căn nha em nha. Thì bên trong này còn lại là gì em? Có phải x mũ 2 trừ 2x cộng 5. Thầy chưa đụng chạm gì cả. Mà ở đây thầy chỉ có nhân và chia. Nhân và chia với x mũ 2 để các em thấy. Chứ mà làm nhanh quá thì các em lại không không hiểu. Một số bạn bị mất kiến thức cơ bản ở phía dưới á, nhìn là rất là khó hiểu. Đó, đây. Như vậy thì ra được ở đây là x mũ 2 chỉ x mũ 2 lên 1 trừ 2 phần x cộng 5 nhân x mũ 2. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Bây giờ tới bước này thì chúng ta mới đưa cái x mũ 2 ra bên ngoài. Em hiểu không? Ok. Tới bước này là hiểu không? Thì chúng ta đưa ra bên ngoài á, thì ở đây là ta cho nó vào trong giá trị tuyệt đối. Được chưa? Bằng tiếp. Như vậy thì lim bây giờ chúng ta sẽ xét từng cái nha.
ở đây chữ vi đây. Từ từ. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một bước nữa em. Tại vì đây là giá trị tuyệt đối. Mà giá trị đó mà x lại tiến tới âm vô cùng thì chứng tỏ ông đã bỏ giá trị đó ra, thì cái này là mang âm hay vô. Cái này là mang âm em nhé. Lưu ý nha. Thầy nói là này, ở đây là giá trị tuyệt đối mà x tiến tới, nếu ở đây là dương vô cực, dương vô cực đó, thì chỗ này là x. Nhưng ở đây là x tiến tới âm vô cực thì cái này khi ta bỏ giá trị đó ra nó sẽ là âm x. Âm x ở đây các em nha. Nhỏ xíu trời, ghi đủ không? Rồi, vẫn đủ ha. Bây giờ vì này, lim của x tiến tới âm vô cực, ở đây là âm x. X tiến tới âm vô cực không nào, mà lim ở đây là âm x, thì kết quả ở đây lại ra là gì các em? Nó sẽ là ra là dương vô cực, được chưa? Tương tự như vậy, lim của x tiến tới âm vô cực, bây giờ chúng ta sẽ làm ở trong cái căn. Như vậy căn mặt 2 của 1 trừ 2 phần x cộng 5 x mũ 2, 5 trên x mũ 2, thì kết quả ở đây nó sẽ bằng mấy em? Thì cái này bằng 0 bằng 0, thì căn mặt 2 của 1 thì bằng 1, thì cái này lớn hơn 0. Được không? Như vậy L, rơi vào trường hợp là L lớn hơn 0 và anh này là dương vô cực, thì kết quả cái tích này nó sẽ ra được là dương vô cực. Chứng tỏ chúng ta suy ra lim của x tiến tới âm vô cực của x mũ 2 trừ 2 x cộng 5 thì nó sẽ bằng là gì các em? Dương vô cực, được chưa? Đây. Rất là dễ hiểu các em nhé, chẳng có gì gọi là phức tạp. Thầy làm từng bước rất là chậm. Để làm gì? Để giúp cho các em có thể hiểu được một cách sâu nhất, và khi gặp những cái dạng tương tự chúng ta có thể tự biến đổi và làm được, để hoàn thành những kỳ kiểm tra của mình, được chưa? Ta đi sang câu cuối cùng là câu D các em nhé. Trong quá trình học thì các em nhớ clip quảng cáo ủng hộ thầy nha, chia sẻ bài giảng với thầy và like comment tích cực ủng hộ thầy các em nha. Cảm ơn các em. Sau D. Như vậy thì ở đây chúng ta có lim của ở đây là x tiến tới dương vô cực. Rồi. Thì gặp trường hợp này thì chúng ta sẽ biến đổi như thế nào đây? Ở đây nhìn đây này, thầy viết cái này lại rồi thầy sẽ nói để các em dễ hiểu nha. Cái căn bậc 2 của x bình phương cộng 1 này thì giống như cái câu C, thì thầy sẽ rút cái gì các em? Cái x bình phương ra ha. Như vậy này, căn bậc 2 ở đây là x bình phương, thì bên trong này còn lại chắc chắn là sẽ là còn 1. Đó, có đúng không? Thầy làm cũng hơi chậm một chút nha. Ở dưới mẫu thì thầy chưa nói, tí là thầy xử lý xong. Rồi, ở đây thầy đưa ra bên ngoài thì nó sẽ là giá trị đó của x. Ở đây thầy sẽ x ở đây và lấy 5 trừ 2 x cộng chia cho x. Nghĩa là ở dưới mẫu này thầy đang rút x ra chung đó. Ý là như vậy. Ở đây em thấy là giá trị đó của x, mà x tiến tới dương vô cực thì chứng tỏ bỏ giá trị đó này ra thì ra dương hay âm? Nó sẽ ra là dương, chứng tỏ là gì? Đây. Cái này cứ ghi lại trước cái đã. Như vậy đây ra được x nhân ở đây căn bậc 2 của 1, 1 phần x mũ 2 ở đây cộng x. Ở dưới mẫu này là x nhân, ở đây là 5 phần x trừ cho 2, tại vì x với x thì hết. Tới bước này hiểu chưa? Tiếp tục, lim của x tiến tới dương vô cực, ở đây có x chung thì thầy sẽ đặt x ra chung, bên trong còn lại là căn bậc 2 của 1 cộng 1 phần x mũ 2, và ở đây cộng với số mấy? Số 1.
Cái này lúc ra bên ngoài rồi thì không phải nó còn lại số 0 mà là con số 1. Ta hình dung ở đây là x nhân với số 1 em nhé. Ở đây là x nhân với 1 thì x ra rồi thì còn lại số 1 này. Ở dưới mẫu thì nó vẫn còn lại là x. Hiểu chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta có là x với x này triệt tiêu. Triệt tiêu đi. Các em hiểu nào? Như vậy trên tử còn lại là căn bậc 2 của 1 cộng 1 phần x bình phương cộng cho 1, ở đây là trên 5 phần x trừ trừ 2. Có được không? Mà bây giờ x tiến tới vô cực thì bây giờ chúng ta đã tính được rồi, chứ không cần phải xét gì nữa cả em. Nhưng mà cái này bằng 0 thì chứng tỏ căn bậc 2 của 1 thì bằng 1 cộng 1. Cái này bằng 0 thì dưới này cũng trừ 2. Như vậy 1 cộng 1 bằng 2, 2 chia cho trừ 2 thì bằng âm âm 1. Nhưng mà cái giới hạn ở đây là bằng âm 1 nha. Câu D thì làm cũng rất là chi tiết và rất là chậm để các em dễ hiểu nhất, đúng không? Rồi, ok. Như vậy thì trong clip hôm nay thì thầy hoàn thành xong cái bài số 6. Và thầy cũng chúc cho các em học tốt và dễ hiểu nhất nha. Các em cảm thấy hay và dễ hiểu thì nhớ like, comment tích cực và chia sẻ bài giảng cho thầy. Clip quảng cáo ủng hộ thầy, đăng ký kênh ủng hộ thầy các em nha. Cảm ơn em, bye bye nha. Còn bài số 7 nữa là ok nha, ok.